Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lời đầu tiên thì Hoàng Anh xin phép được chào quý bà con của chúng ta một cái lời chào yêu thương và đầy trân trọng. Ngày hôm nay thì với cái hành trình đi từ 12 giờ khuya và 6 giờ sáng đã có mặt tại Madagui, Lâm Đồng, thì Hoàng Anh cùng với gia đình Willow Farm sẽ tiến hành để triển khai trồng một cái khu đất để làm mô hình về sinh thái cũng như là mô hình kinh tế kết hợp với kinh tế cho gia đình của một người anh rất là dễ thương. Và vườn này thì trực tiếp là Hoàng Anh cùng với đội ngũ anh em cán sự chủ chốt của Willow Farm sẽ trực tiếp thực gọi là tay mình thực hiện để gọi là triển khai một cái hình mô hình mẫu ở đây. Và con chúng ta có thể thấy là sau tầm khoảng 1 tháng rưỡi thì với sự quyết tâm của gia đình của anh chủ đầu tư thì mặt bằng trước đây là dừa nè, rồi tầm nè, rồi những cái cây tạp rất là nhiều thì anh đã quyết định là đã ban ra hết, thậm chí có một số cây sầu riêng tầm khoảng 1 năm tuổi anh cũng ban ra hết luôn. Và cuối cùng là anh đã chọn ra 3 cái nhóm cây đầu tiên như trước mặt màn hình của bà con chúng ta đang thấy, đây là cây vú sữa tím mica không mũ. Đây bà con thấy nè, anh sẽ bóc lại một cái cây ở ngoài để nó không ảnh hưởng tới cấu trúc. Đây vú sữa tím mica không mũ đây bà con nè, rất là nhiều rễ luôn. Đây bà con thấy nè, cái rễ ra rất là nhiều và rễ trắng tinh, trắng tươi hết trơn, hết trọi luôn nè bà con ạ. Rễ như thế này thì xuống ở dưới đất thì cây sẽ bắt đầu bắt rễ rất là tốt, bắt đất mẹ rất là tốt. Và vú sữa tím mica không mũ mùa này đang có bông rất là nhiều. Dù cho là cây con nhưng mà bông cũng ra rất là xum xuê. Vậy thì nhiều quý bà con chúng ta hay thắc mắc là vú sữa tím mica khi nào có trái, thì Hằng Anh cũng xin thưa rằng tầm khoảng 12 tháng là chúng ta đã thấy bắt đầu có thể để trái được rồi. Tuy nhiên Hằng Anh có một lời khuyên với bà con chúng ta, lúc đó cây chưa có đủ sức để đẻ đâu, thì hãy để cho vú sữa tím mica của chúng ta tầm khoảng 18 tháng hãy bắt đầu để trái nha bà con nhé. Thì nhóm cây kinh tế đầu tiên của khu vườn ở Maragui, Lâm Đồng đó chính là cây vú sữa tím mica không mũ. Và loại cây thứ hai mà gia đình mình được sự chọn đó là cái cây là Sapo Mexico. Và lô này thì Hằng Anh thấy cây rất là ok. Cây này Hằng Anh dưỡng cũng khá là lâu rồi, nhưng mà do gia đình mình hôm qua để ngoài mưa nên là nó cũng sang một trận tan tác tim mun. Đây bà con chúng ta có thể nhìn thấy là trái đồ này kia nó cũng xuất hiện rất là sớm. Loại này trồng xuống là bảo đảm gia đình mình sẽ ưng ngay, có cái để chơi ngay luôn. Và khu vực phía sau khu vườn là cách phía sau lưng là một con suối, xong rồi nhìn qua là núi liền. Thì chỉ cần có những cái trái Sapo Mexico này tượng hình tượng trái thôi là đã thấy cuộc đời nó vui, và cái sức sống của khu vườn cũng trở nên là mãnh liệt hơn và an nhiên hơn rất là nhiều rồi. Và Sapo Mexico bà con chúng ta trồng cũng rất là lẹ trái bà con, tầm khoảng 18 tháng cũng bắt đầu để trái được rồi. Và ở khu vực này khi chúng ta trồng Sapo Mexico thì bà con chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ có một loại đặc sản rất là tuyệt vời ở cái khu vực Madagui, Lâm Đồng này, vì trái Sapo Mexico ăn cực kỳ ngon luôn nha bà con nha. Hôm qua thì mưa cũng hơi to nên có bạn vú sữa mica này bạn bị ngã rồi nè. Cụ thể là vườn trồng 120 cây vú sữa tím mica. Đó, cây mít ruột đỏ đây bà con thấy. Mít ruột đỏ bà con thấy, nhiều bà con chúng ta hay nói là mít ruột đỏ trồng ở Lâm Đồng được hay không, thì anh xin thưa là mít ruột đỏ trồng ở Lâm Đồng rất là ok nha bà con nha. Lô mít ruột đỏ này là ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, và cái loại mít ruột đỏ của nhà Willow Farm sẽ né được cái vụ mà bị mọng nước ở bên trong giống như những loại ruột đỏ khác. Nếu mà nói về ruột đỏ thì ở trên thị trường hiện tại bây giờ nó có rất nhiều dòng ruột đỏ, tầm khoảng mười mấy dòng ruột đỏ, và riêng cái dòng ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì nó có tới 4-5 dòng bà con. Và trong tình trạng gần đây mà Hằng Anh cập nhật được thì những cái container hàng về mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đem đi xuất khẩu đó thì nó lại gặp phải cái tình hình là gì bà con, là úng và thối. Úng và thối và bị chua. Thì Hằng Anh xin phép được thưa quý bà con chúng ta, cái giống mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà Hằng Anh đang cầm trên tay do nhà Willow Farm sản xuất thì sẽ né được cái tình trạng chua và bị úng thối nha bà con. Tại vì cái vỏ của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nhà Willow Farm sản xuất như trên tay Hằng Anh đang cầm là cái loại mà vỏ dày nha bà con, để có thể đi xa được. Và đồng thời là ở bên trong nó rất là ráo, nước khô ráo ở bên trong, cái nước nó rất là khô ráo, cái cơm rất là dày giòn và cái dạo muối rất là cao, sơ rất là ít nha quý bà con nha. Nên bà con chúng ta trồng cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm như trên tay Hằng Anh đang cầm đây, bà con chúng ta sẽ thấy né được những cái tình trạng mà những cái vườn mít ruột đỏ khác đang gặp phải. Và đó cũng chính là lý do tại sao nhà Willow Farm, mặc dù hiện tại thị trường mít đang đứng, nhưng nhà Willow Farm hầu như ngày nào cũng đi mấy xe hàng về mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm để cung cấp giống cho quý bà con chúng ta. Và cụ thể là khu vườn này cũng như thế. Trời ơi, bà con chúng ta thân mến, khi mà mít đến, bà con chúng ta đừng để như vậy nha. Bà con chúng ta để mít mà cà rộp cà
rợp như vậy nè, rất là dễ làm cho cái mít mình nó bị rụng lá. Cho bà con chúng ta vận nhà làm giống, người ta vận chuyển mít đến cho bà con chúng ta vui lòng để đứng như vậy giùm Hoàng Anh nè. Đây, chúng ta để đứng như vậy giùm Hoàng Anh được không? Chúng ta để đứng như vậy để làm gì bà con? Để giúp cho cái cây của chúng ta đó nó được quang hợp và lá nó không có rộp rộp vào nhau. Lá nó rộp rộp vào nhau là bà con chúng ta thấy nó rụng lá liền nè, bà con thấy không? Thấy nó rụng lá liền. Khi mà đem mít đến nhà quý bà con chúng ta sắp đứng như vậy, giống như là Hoàng Anh trưng bày ở công ty vậy đó, sắp đứng như vậy giúp giùm Hoàng Anh nha, giúp giùm Hoàng Anh chuyện này. Thì trong khu vườn hiện tại bây giờ đó, với vườn mà trồng, vừa trồng kinh tế vừa trồng sinh thái, mà chọn nhóm cây dễ trồng và gia đình thì ít người chăm sóc nha. Hoàng Anh nhắc lại những cái tiêu chí khi mà Hoàng Anh cùng với gia đình chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm cây giống, những cái danh mục cây giống để đầu tư vào trong khu vườn của mình. Thì tiêu chí là gia đình anh thì muốn trồng một khu vườn sinh thái cho các em nhỏ cũng như các quý đối tác để chúng ta tới vui chơi, bóng râm, bóng mát. Rồi cái tiêu chí thứ hai là trái phải có kinh tế. Tiêu chí thứ ba là phải dễ trồng. Đó, thấy được ba tiêu chí chưa ạ? Tiêu chí thứ tư là nhanh cho trái. Đó, là tiêu chí thứ năm là gì ạ? Ngoài cái việc dễ trồng, dễ thích nghi ra thôi, tiêu chí thứ năm là ít sử dụng thuốc sâu, phun xịt đồ này nọ đó. À, thì năm cái tiêu chí này khi mà ngồi thảo luận với nhau thì cũng hỏi thêm một số chút ít về cái sở thích của gia đình. Thì Hằng Anh đã biết được gia đình mình thích ăn mít nè, và cũng rất là yêu mến vú sữa nè. Và sau đó Hằng Anh giới thiệu thêm cây Sabo Mexico. Vậy thì là mít ruột đỏ, Sabo Mexico và vú sữa tím Mica là ba cái loại cây cực kỳ dễ trồng và đặc biệt rất là nhanh cho trái. Hoàng Anh giới thiệu về thời gian cho trái của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm tại Hải Quân là tầm khoảng 12 tháng có thể bắt đầu làm bông rồi. Tuy nhiên, nếu vườn nào mà trồng không có chăm chút kỹ lắm thì tầm khoảng 14 tháng tới 16 tháng chúng ta có thể bắt đầu làm bông cho khu vườn của mình bà con nhé. Và vườn này thì Hoàng Anh cũng xin phép được chia sẻ chút xíu là gia đình mình sẽ trồng chiên canh. Sẽ trồng chiên canh là mít riêng, rồi vú sữa riêng và Sabo Mexico riêng. Và mọi thứ đã được chuẩn bị, phân bón thì cũng đã được đem lên đầy đủ, hệ thống ống nước của công ty nước Tây Đô thì cũng đã được đi xong. À, nãy vô thì nghe mấy đứa nhỏ vừa chia sẻ là hôm trước mấy anh cô bé móc lộn cái clip rồi tụi em phải làm lại toàn bộ hệ thống ống nước thì cũng thấy rất là thấy thương. Và hiện tại bây giờ ống nước thì đã làm xong rồi. Đường ống chính thì chạy bằng ống nhựa, còn đường ống lai á, đường lai ống xẻ ra thì đi bằng cái ống mềm để mà đảm bảo rằng khi mà chúng ta có di chuyển xe cộ đồ này kia thì nó không bị bể và cũng tiết kiệm chi phí cho quý bà con của chúng ta luôn. Đấy, khi bà con chúng ta chọn cây vú sữa tím Mica thì bà con chúng ta cần phải lưu ý là chọn cây cho nó đúng giống nha quý bà con. Tại hiện tại bây giờ trên thị trường Hoàng Anh thấy có rất là nhiều các cái công ty, các cái cơ sở người ta quảng cáo cũng như là người ta chia sẻ, và khi mà Hoàng Anh có đặt thử những cái đơn hàng thì Hoàng Anh thấy đơn hàng giao về không có đúng. Và vú sữa tím Mica của nhà Hoàng Anh khi mà giao đi bà con thấy rõ ràng là rễ ra quá trời rễ luôn, rễ trắng, rễ cám gì tùm lum tùm la hết. Chút xíu nữa Hoàng Anh sẽ tiến hành để trồng ba cái loại cây này ở trên cái khu đất hiện tại luôn, thì bà con chúng ta có thể đón xem những cái video mà Hằng Anh hướng dẫn cái cách trồng cây mít ruột đỏ, cây vú sữa Mica tím không mũ và cây Sabo Mexico ở tại vùng đất Maragua Lâm Đồng, là chúng ta có thể trồng những cái này ở tương tự ở những cái vùng đất khác đang có cùng một chất đất, như là đất này thì đất bằng, rồi là đất là có pha với cát. Và đặc biệt nha bà con nha, đất pha với cát, bà con thấy phía trên bề mặt nó khô khô vậy đó, nhưng mà ở dưới nó đang chứa ở trữ nước rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ trồng, là chúng ta trồng như thế nào, trồng nổi hay trồng chìm, trồng ra làm sao, thì quý bà con chúng ta hãy theo dõi hơn nhiều hơn nữa những cái video tiếp theo của Hoàng Anh bằng cách bà con nhấn vào nút like hiện trên màn hình nè để đăng ký nè, nhấn vào cái chuông bên dưới để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Hoàng Anh cùng với gia đình Willow Farm thực hiện để chia sẻ quý bà con chúng ta về cây giống, về cách chăm sóc, về kỹ thuật, về cách trồng này kia để tiết kiệm thời gian và hiệu quả, đạt lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho quý bà con chúng ta nhé, và đồng thời cũng tiết kiệm chi phí cho bà con chúng ta luôn. Cảm ơn quý bà con một lần nữa và chúc quý bà con chúng ta một ngày mới an nhiên, ánh nắng chói chang, yêu thương ôm ấp cái khu vườn của mình và chúc cho khu vườn quý bà con chúng ta luôn luôn sum suê nhiều trái, nhiều hoa và lúc nào cũng mang lại cho bà con chúng ta một nguồn thu nhập từ ổn định tới cao bà con nhé. Một lần nữa cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo.